Tôi có hiển thị cho quý khách đây là trong cái clip trong series xả hàng cuối năm 2017. Và đây là bức tranh thùng hạc diên niên bằng gỗ gụ, kích thước là dài 1m6 và cao 80. Bức này thông thường chúng tôi vẫn bán là 15 triệu. Và với cái kỹ thuật thì đỉnh cao và màu sắc rực rỡ bằng gỗ gụ, hàng được bảo hành mãi mãi. Tuy nhiên là đợt này xả hàng thì chúng tôi đang lục tìm trong kho tàng, nghĩa là còn rất nhiều những cái đồ mà có thể là đang muốn xả, thì chúng tôi nếu mà trong tháng 10 âm lịch này thì cái bức tranh này sẽ khi ai mua là vẫn 15 triệu, nhưng sẽ được kèm tặng theo một cái sản phẩm đang xả hàng trị giá 5 triệu. Ví dụ như là bộ tranh cầm kỳ thi họa bằng gỗ hương, hay là bộ tranh đông bích bằng gỗ gụ mà 30 x 1 mét. Tại vì là sáng nay thì là cái tranh bộ tranh tứ đại mỹ nhân thì cũng có khách hàng Hải Phòng mới lấy của chúng tôi rồi, hoặc là tranh bát tranh tóm lại một vài cái sản phẩm vừa rồi tôi mới đăng ký bán khuyến mại là 5 triệu thì là sẽ được tăng kèm theo cái tranh này. Đấy là chương trình hết sức là đặc biệt và nó chỉ ở trong tháng 10 âm lịch này mà thôi. Và sau đó thì bức tranh này lại trở về với giá 15 triệu thông thường. Bức tranh này thì đó, là phong cảnh đồng quê. Và như nhiều lần tôi giới thiệu rồi, nhân vật chính của tôi là cây tùng và 6 chú hạc, với cái hai câu thơ là thanh tùng thiên niên thụ và bạch hạc vạn cổ sinh. Cái này là để treo trong nhà, là phong cảnh đồng quê trông rất là thân thương, đồng thời nó có cái ý ngầm là cầu chúc cho gia đình được mạnh khỏe, bình an và trường thọ. Và thậm chí đấy, kể cả từ những cái mạng nhện nhỏ đây chúng tôi cũng vẫn là làm rất là chu đáo. Đây là sản phẩm, và hiện nay ở trong cửa hàng tôi là đang còn hai tấm này. Ngoài ra thì những cái tấm lớn cỡ 21-31 triệu, những cái hàng đấy là vẫn giữ giá bình thường, không ở trong danh mục xả hàng. Chỉ có bức này, chỉ có hai cái bức 80 1m6 là trong danh mục xả hàng mà thôi. Cảm ơn quý vị. Và cũng qua clip này tôi xin cảm ơn vừa rồi là bác ở Gò Vấp là đã quyết định lấy một chiếc kệ tivi cộng với một cái lốc lịch, là anh chị Phương Mai ở Gò Vấp đã lấy, và một khách hàng là anh Cù Huy Dầu ở Vĩnh Bảo Hải Phòng cũng mới lấy một bức tranh Khổng Tử dạy học và một bộ tranh Tứ Đại Mỹ Nhân. Như vậy là trong cái đợt sàng này là, và một bác nữa là bác Khương ở bên Hưng Yên, Yên Mỹ Hưng Yên. Bác mới quyết định lấy chiếc tủ thờ và mới chuyển là cọc 1 triệu ra cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị.